Chào mừng cả con đến với chương trình Toán lớp 1. Bài học của chúng ta hôm nay đó là bài luyện tập trang 64. Mục tiêu của bài học đó là giúp cả con củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học. Thứ hai đó là phép cộng, phép trừ một số với không. Thứ ba là viết phép tính thích hợp với các tình huống trong trên. Và cuối cùng là biết làm thành thạo các doanh toán trên. Để đạt được mục tiêu này, cô và trò chúng ta cùng đến với các bài tập nào. Đầu tiên đó là bài tập 1 tính. Bây giờ cả con cùng lấy quả tính ra để tính cùng với cô nào. Như vậy phép cả hợp tính như sau: 4 cộng 1 bằng mấy nào? Các con đã ra đáp án chưa? Như vậy là 4 cộng 1 bằng 5. Và 2 cộng 3 cũng bằng 5. 5 trừ 2 thì bằng 3. Và 5 trừ 3 thì bằng 2. Tương tự 2 cộng 0 bằng 2. 4 trừ 2 bằng 2. Và 3 trừ 2 bằng 1, 2 trừ 2 còn 2, và 1 trừ 1 thì còn 0, và 4 trừ 1 bằng 3. Vậy các con có làm giống như cô ở trên không? Các con cùng quan sát lại nội dung của bài tập 1. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập 2. Bài tập 2 cũng yêu cầu các con tính, nhưng bài tập 2 nó sẽ mỗi câu sẽ là các con thực hiện hai phép tính liên tiếp. Như vậy bài đầu tiên đó là 3 cộng 1 cộng 1. Vậy thì các con thực hiện từ phải sang trái mới lấy 3 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5. Các con ghi vào đáp án là 5. Tương tự 5 trừ 2 trừ 2 thì mình tính là 5 trừ 2 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1. Bây giờ chúng ta đến với bài tập 3, điền số. Bài tập 1, bài tập 2 yêu cầu cả con tính, thì bài tập 3 cả con phải điền số vào ô trống. Với bài đầu tiên cả con thấy là 3 cộng thêm mấy để bằng 5 nào. Như vậy cả con sẽ dễ dàng điền được ở đây đó là 3 cộng thêm 2 để bằng 5 được không nào. Như vậy là mình ghi số 2. Và ở dưới đó là 5 trừ mấy để bằng 4. Như vậy thì 5 trừ 1 bằng 4. Tương tự 4 trừ đi mấy để còn 1 nào. Như vậy chúng ta có 4 này, bên này có 1 này, vậy thì chúng ta sẽ có 4 trừ đi thì 3 để bằng 1. Và tương tự 2 cộng 7 bằng 2 nào. Như vậy cả vế trái vế phải để bằng 2, thì vậy chúng ta cộng thêm 0 vào, vì là 0 cộng với số nào thì cũng bằng chính số đó đúng không nào. Như vậy các con cùng quan sát lại nội dung bài tập 3. Bây giờ cô và trò chúng ta đến với bài tập 4, đó là viết phép tính thích hợp. Bây giờ cô có các tình huống trong trên và các con dựa vào tình huống đó để mình ghi phép tính thích hợp. Như vậy ban đầu cô có là hai con vịt đúng không nào? Và hai con vịt này đi tới cùng với hai con vịt này. Vậy thì khi đi tới thì chúng ta sẽ cộng thêm đúng không nào? Thực hiện phép tính cộng, mình lấy đó là 2 cộng 2 bằng mấy nào? Như vậy 2 cộng 2 bằng 4 đúng không nào? Đó là với tình huống A. Bây giờ sang tình huống B. Tình huống B là cô có tổng cộng đây là cô có 4 con cừu đúng không nào? Và chuyện gì sẽ xảy ra với 4 con cừu này? Các con cũng gọi là có một con cừu nó đi ra khỏi cái đàn này. Vậy thì đi ra khỏi thì mình dùng phép tính trừ, các con lấy 4 trừ 1 bằng mấy nào? Như vậy chỉ còn lại 3 con cừu, 3 con hươu. Vậy thì 4 trừ 1 bằng 3 đúng không nào? Đó là tình huống B. Các con cùng quan sát. Như vậy tiết học của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. Các con nhớ xem lại các bài tập đã làm, chuẩn bị bài phép cộng trong phạm vi vi 6 và mở sách điện tử Facebook ra để các con củng cố và luyện tập thêm bài tập. Chúng ta cùng đến với bài 43 luyện tập chung. Bài tập 1. 1. Tính. Để làm được bài tập 1, các em bấm vào nút hướng dẫn làm bài. Em hãy dùng que tính để thực hiện phép tính. Em hãy nhập kết quả vào ô trống. Chú ý, một số trừ đi số 0 bằng chính số đó. Một số cộng với số 0 bằng chính số đó. Sau khi nghe, các em tắt đi và bấm vào nút học sinh làm bài. Các em từng lần lượt thực hiện từng phép tính. Lấy 4 cộng 0 bằng 4, các em ghi 4. 2 trừ 2 bằng 0, các em ghi 0. 5 trừ 3 bằng 2, các em ghi 2. 1 cộng 4 bằng 5, các em ghi 5. 0 cộng 5 bằng 5. 3 trừ 3 còn 0. 5 trừ 2 còn 3. 4 trừ 2 còn 2. 4 trừ 0 còn
4, 3, từ 1, con 2, các em 12. Sau khi làm xong, các em bấm vào nút kiểm tra. Thì người ta sẽ chấm điểm cho các em đóng và lưu lại bài. Khi mà hiện lên bài đã lưu thành công là ok. Như vậy các em đến với bài tập 2. 2, tính. Bài tập 2, yêu cầu các em tính, các em bấm vào nút học sinh làm bài. Các em tính lần lượt từng bước 1. 2 còn 1 còn 1 thì các em lấy 2 còn 1 bằng 3, 3 còn 1 bằng 4, các em ghi thì 4. 5 trừ 2 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, các em ghi 1. Tương tự với những bài tập còn lại, các em tự mình làm nhé. Bây giờ chúng ta đến với bài tập 3. 3 số. Bài tập 3 yêu cầu các em điền số, các em bấm vào nút học sinh làm bài. Điền số về thì 2 còn thêm mấy bằng 5. Như vậy 2 cộng thêm 3 bằng 5 được không nào? Các em ghi 3. Hoặc là 5 thì bằng 1 cộng thêm mấy. Thì như vậy 5 bằng 4 cộng 1. 4 thì trừ mấy thì được 2. Như vậy 4 trừ 2 được 2 được không nào? 5 trừ đi mấy để bằng 3. Như vậy 5 trừ đi 2 thì bằng 3. Tương tự với các bài tập còn lại nhé. Bây giờ chúng ta đến với bài tập 4. 4. Viết phép tính thích hợp. Bài tập 4 yêu cầu các em viết phép tính thích hợp. Các em bấm vào nút học sinh làm bài. Các em viết phép tính thích hợp. Về thì mình thấy là trong này là có hai con mèo đúng không? Thêm hai con mèo đi tới nữa. Về thì mình dùng phép tính cộng. Cộng thêm 3. Thì kết quả bằng với con mèo như vậy. Tổng cộng có 5 con mèo đúng không? Các em biết thì 5. Hoặc bên này. Bên này thì có 3 em đúng không? Sau đó 2 em như thế nào? Hai em biết là đâu nào, như vậy hai em đi bay đúng không? Như vậy tổng cộng là bắt đầu là có 5 em. Trừ đi hai em đúng không? Hai em đi trên cái câu đôi về thì trừ đi 2 bằng 3. Sau khi làm xong các em bấm vào nút kiểm tra và lưu lại bài. Bây giờ chúng ta đến với bài tập 5. 5 số. 5 thì điền số, cả con bấm vào nút học sinh làm bài. Điền số về thì 5 trừ 0 là mình thấy vẽ bên này 5 trừ 0 bằng 5 đúng không? Vậy thì bên này các em biết kết quả như thế nào đó mà cộng lại bằng 5 thì có thể là 2. Cộng 3 bằng 5. Sau khi làm xong các em bấm vào nút kiểm tra và lưu lại bài. Như vậy hiện lên bài đã được thành công là ok. Như vậy các em tắt đi và thoát khỏi bài là được.